Đây là một nhóm nhà tâm linh hàng thật giá thật. Bọn họ đang cảm nhận vật thể phía sau bức màn chắn. Có người dùng những sợi dây đỏ để cảm nhận, có người lại cầm vật tổ, có người thì gắn dao trên chân, có người lại cầm cây nến. Đằng sau bức màn chính là một bức tranh bị nguyền rùa. Họ phải đoán được đặc điểm vật thể mới có thể được tiến vào vòng trong. Đây là một chương trình thực tế nổi tiếng ở Nga, Cuộc chiến tâm linh. Chương trình đã mời tất cả các nhà tâm linh trên khắp thế giới tập hợp lại. Trong này có nhà tâm linh là thầy cúng, thần y, nhà tiên tri. Có người có khả năng điều khiển người khác, có người nói có thể nhìn thấy tương lai, còn có người nói có thể nhìn thấy người chết. Trong số đó có một người phụ nữ thần bí nhất, cao tầm 2 mét. Bà ấy nói mình có thể sử dụng ma thuật hắc ám trong truyền thuyết. Vậy rốt cuộc những lời bọn họ nói có phải là sự thật hay không? Thử một chút là có thể biết rồi. Tổ chương trình đã sắp xếp một căn phòng. Trong này có một tấm màn tre, đằng có sau có đặt một bức tranh huyền bí. Bên trên là hình ảnh một cậu bé đờ nát khóc. Nghe nói rằng bức tranh này đã bị nguyền rùa. Nó được tìm thấy trong một trận hỏa hoạn rất nhiều năm trước. Tất cả đồ vật trong nhà đều bị thiêu rụi, riêng chỉ có mỗi bức tranh này là không hề hấn gì. Người ta nói cậu bé trong bức tranh này là bị ép khóc. Bức họa ẩn chứa sự oán hận của cậu bé. Các nhà tâm linh đã sử dụng rất nhiều bảo bối khác nhau, nhưng hầu như mọi người đều dùng đến lửa. Dường như ngọn lửa có thể nói cho bọn họ biết bí mật. Cho dù là như vậy, đa số nhà tâm linh không cảm nhận được đằng sau tấm màn là cái gì. Chỉ có một bộ phận nhỏ cảm nhận được sự bất thường khi lại gần bức màn. Она начала искрить. Это говорит о том, что у этой вещи мощнейшая энергетика, мощнейшая. Эта вещь опасна. И я бы посоветовала избавиться от этой вещи. Cô lập tức tắt lửa rời đi. Lúc này thời gian cảm nhận cũng gần kết thúc. Đa số nhà tâm linh đều là hàng pha kè. Những lời họ đoán rất khó hiểu. Нос вытянутый такой. Клыки, что ли, вот как вот так вот. Или это змея, или стебель. Có người còn nói đó là người sống, trẻ sơ sinh, người máy, rất nhiều thứ khác. Tổ chương trình trực tiếp loại bọn họ khỏi vòng này. Cũng có người đoán được một số ý đúng. Там какой-то квадрат. Он был деревянный, то есть дерево там присутствовало. Напоминает мне чем-то картину. Темный фон, светлая как бы картинка. Образ вот так очерчивающий. Глаза не живые. Лицо, да? Có nhà tâm linh lợi hại còn cảm nhận được bên trong là một cậu bé. Страшно. Ну я не боялась, там был страх еще. Вот мне показалось, там был страх. Там настолько сильные эмоции, что я готова была заплакать. Я просто не умею плакать. Mới chỉ có vòng đầu tiên, chương trình đã loại bỏ phần đông nhà tâm linh năng lực không đủ năng lực. Các nhà tâm linh còn lại sẽ vào vòng tiếp theo. Bọn họ sẽ phải cảm nhận người trốn bên trong cốp xe. Đây là một chương trình có sự có mặt của đông đảo các nhà tâm linh từ trước đến nay. Cô ấy chỉ cần nhìn qua là có thể biết được câu chuyện của chủ nhân chiếc xe. Nếu như cô ấy chỉ là nhờ quan sát những chi tiết để đoán ra, vậy thì tiếp theo người phụ nữ này nhìn thấy điều ở chiếc xe khiến chủ nhân rất kinh ngạc. Julie nói thẳng rằng gia đình của chủ chiếc xe này có người thân mất. Người này có quan hệ rất gần với chủ chiếc xe, nhưng mà trước khi cô ấy ra đời thì đã người đó đã mất. Khi mẹ mang thai tôi thì bố tôi qua đời. Đoán đến đây, cuối cùng Julie cũng bước đến chiếc xe có người bị nhốt trong đó. Không hề có chút do dự, cô ấy dường như cảm nhận được có người trong đó. Nhìn người dẫn chương trình, dường như cô ấy có đôi mắt xuyên thấu vậy. Năng lực này khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Bọn họ lần lượt vào phòng để nhờ cô xem bói cho. Mà trước cô, các nhà tâm linh khác cũng dùng hết các chiêu của bản thân để thử. Có người làm phép, đốt thêm cả tiền. Nhưng bọn họ không lợi hại như Julie. Đây là những khán giả mà chương trình đã mời ngẫu nhiên. Bọn họ lái xe của mình đỗ ở trong đại sảnh. Sau đó sử dụng phương pháp bốc thăm để chọn ra một người phụ nữ. Người được chọn sẽ có quyền được lựa chọn chiếc xe bất kỳ để trốn vào trong. Lúc này người phụ nữ chọn chiếc xe ô tô thứ hai sau chiếc xe phía cuối bên tay phải. Hầu hết các nhà tâm linh chỉ cảm nhận được màu sắc của chủ chiếc xe hoặc là vị trí cô ấy trốn. Красная машина. Все-таки находящаяся от меня справа. Nhưng lựa chọn của bọn họ đều sai. Не нашел. Смотри внимательнее битву. Ничего страшного. Cho dù là như vậy, cũng có người đã phát huy được năng lực đặc biệt của mình. Ví dụ như bà đồng này, tuy rằng bà ấy chọn sai xe, nhưng bà cảm nhận được linh hồn của người chết ở chiếc xe bên cạnh. Đó là một cô gái. Cô ấy đang khóc. Bà kiên định nói có một cô gái đang ở bên cạnh chiếc xe. Cơ thể của cô ấy không ngừng bốc cháy. Пожар, потом большой какой-то, очень много людей. Điều này khiến chủ chiếc xe không thốt nên lời. Bạn gái anh bên cạnh cũng khóc theo, bởi vì bạn gái cũ của anh ta chết trong một trận hỏa hoạn. Hồi đó có tổng cộng 17 người bị chết. Bà đồng đồng cảm cũng khóc theo. Anh ấy vội vã bước lên trên để tìm bà, hỏi bà đồng xem bạn gái cũ của anh có nói gì không. Bà ấy nói cô ấy bảo anh đừng có tự trách chính mình, cậu hãy sống thật tốt. Năng lực đặc biệt của bà rất thuyết phục mọi người ở đây, cũng khiến mọi người cảm động. Bà ấy được giữ lại. Cô gái này đang trốn ở phía sau cốp xe của người khác.
Bằng cách gửi chiếc chìa khóa, nhà tâm linh đã cảm nhận được có người trong đó. Sau đó nữ phù thủy tiến thẳng về chiếc xe mà cô gái đang trốn bên trong. Mọi người rất kích động, bởi vì nữ phù thủy sắp tìm được người phụ nữ đó. Nhưng chớp mắt cô ấy lại đi sang phía chiếc xe bên cạnh. Quá phân vân, cuối cùng cô lựa chọn chiếc xe khác, mở cốp xe ra, bên trong không hề có người. Cô ấy khóc vì tưởng là sẽ bị loại khỏi vòng này. Lúc này tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay cổ vũ cô. Tại sao chứ? Thì ra chiếc xe mà cô chọn chính là chiếc xe của người phụ nữ đó. Chỉ là người phụ nữ lại chọn trốn trong chiếc xe của người khác. Như vậy cô ấy khó tránh được việc cô cảm nhận được hai nguồn năng lượng, cho nên mới bị ảnh hưởng. Cuối cùng cô ấy thuận lợi vượt qua vòng này. Cùng đến với thử thách cuối cùng, tất cả các nhà tâm linh tham gia cuộc thi sẽ phải bịt mắt lại, sau đó nhận ra ngôi sao nổi tiếng trước mặt. Có người mang một cây côn nhị khúc. Sau khi múa côn một hồi để tăng sự lưu thông năng lượng, anh chỉ cảm nhận được người đối diện là một diễn viên. Đây là một diễn viên nam. Nữ minh tinh có chút ngại ngùng. Có người sau khi cảm nhận được cô ấy là phụ nữ, liền cởi bỏ khăn bịt mắt, nói cô ấy đã bị chúng ta rồi. Chỗ này và còn cả chỗ này nữa. Khiến cho nữ minh tinh bị dọa khiếp vía. Có người còn quá đáng hơn, cứ thế nhìn trộm. Chương trình lập tức loại anh ta ra khỏi cuộc thi. Sau đó thì hầu hết những người tiếp theo đều không đoán được. Những người ăn nói linh tinh đều bị chương trình loại khỏi cuộc thi. Chỉ còn lại 3 người chưa tham gia. Đầu tiên là nữ phù thủy. Cô ấy không chỉ đoán được người đối diện là nữ ca sĩ, còn miêu tả giọng hát của nữ minh tinh là giọng cao. Người phụ nữ này phải là một cô gái tóc kim. Sau khi cởi bỏ bịt mắt nhìn thấy nữ minh tinh liền khóc luôn. Thì ra cô ấy đã cảm nhận được nữ minh tinh này. Suýt chút nữa thì nói được tên nữ minh tinh rồi. Nhưng mà có quá nhiều người xung quanh ảnh hưởng đến cảm nhận của cô ấy. Tiếp theo là Julie. Cô ấy vừa đến đã đoán được nữ minh tinh không đeo nhẫn, rồi cứ thế đem nhẫn của mình đeo lên cho nữ minh tinh. Sau đó lấy lại người, lập tức cô ấy cảm nhận được người đối diện là nữ, sống ở một thị trấn xa xôi ở Nga, là Dust. Nữ minh tinh rất ngạc nhiên, bởi vì cô ấy thực sự lớn lên ở đó. Julie nói cô nhìn thấy thời thơ ấu của nữ minh tinh đang lau bụi trên cửa sổ. Phía trước có hai máy khoan, bên cạnh là một khu vui chơi cho trẻ em. Quả thật là quá thần kỳ, bởi vì bên cạnh nhà cô ấy thực sự là như vậy. Julie bắt đầu phân tích nội tâm của nữ minh tinh, về cơ bản đều chính xác. Sau khi cởi bỏ bịt mắt, nữ minh tinh không đợi được mà kéo Julie ra một bên để xem bói cho cô ấy. Cuối cùng là một nhà tiên đoán rất lợi hại. Cô cảm nhận được nữ minh tinh có hai đứa con trai, thậm chí còn biết rằng bọn trẻ đang sống cùng với cô ấy. Dường như là cô ấy đang nhìn thấy hai đứa con của nữ minh tinh vậy. Sau đó cô miêu tả nữ minh tinh một cách chi tiết, và cả đặc điểm của bảo mẫu hai đứa đều chính xác. Thực ra bảo mẫu mà mẹ của nữ minh tinh, thậm chí cả hai đứa con chưa từng xuất hiện trên chương trình truyền hình nào, nên nhà tiên tri không thể ăn gian được. Đáng sợ nhất đó là tiên tri còn nói nữ minh tinh đã từng phá thai hai lần. Đây chính là quá khứ mà cô không muốn nhắc đến. Cởi bỏ bịt mắt, nhà tiên tri thành công được bước tiếp vào vòng trong. Lúc này chương trình nói chuyện với nữ minh tinh khiến cô ấy rất ngạc nhiên. Trong lúc chuẩn bị lên sân khấu, tiên tri nói với chương trình là cô sớm đã biết đáp án. Lúc này phần đầu cuộc thi chọn nhà tâm linh kết thúc. Trong vô vàn các nhà tâm linh, chương trình đã chọn được 12 nhà tâm linh có năng lực mạnh nhất, có nữ phù thủy, bà đồng, Julie, tiên tri. Sau này mỗi tập sẽ loại bỏ những nhà tiên tri năng lực yếu hơn. Video tạm thời kết thúc ở đây. Các bạn đón xem những video tiếp theo nhé.